Luna Đào diện bikini tí hon khoe ngực sau nâng cấp. Ca sĩ chuyển giới Luna Đào lần đầu khoe ảnh diện bikini đi tắm biển, tự tin phô diễn vẻ sexy, nữ tính sau phẫu thuật nâng ngực. Hôm 14 tháng 6, Luna Đào gây bất ngờ với loạt ảnh mặc áo tắm hai mảnh, tạo dáng trên bãi biển. Nhiều bạn bè, khán giả của ca sĩ trầm trồ khen cô ngày càng xinh đẹp, quyến rũ. Hồi tháng 4, Luna Đào từng tiết lộ cô mới trùng tu vòng 1 để hoàn thiện vẻ ngoài. Ca sĩ nói bản thân muốn là bông hoa biết tự say đắm chính mình. Bộ bikini tí hon giúp Luna Đào phô diễn tối đa 3 vòng cơ thể, đặc biệt đôi gò bồng đảo đầy đặn. Luna Đào cho biết cô tìm hiểu về dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực từ hơn 1 năm trước và mới đụng dao kéo được vài tháng. Theo ca sĩ 9X, cô may mắn vì quá trình từ lúc phẫu thuật đến khi tỉnh lại chỉ gói gọn trong 2 tiếng, không bị đau nhức hay khó chịu nhiều. Luna Đào bật mí sau mổ, cô uống sữa hạt, ăn cá hồi mỗi ngày để vết thương nhanh lành và cơ thể không tăng cân, tích nước. Từ khi nâng ngực, ca sĩ 9X chăm diện các thiết kế sexy, tự hào với ngoại hình nữ tính hiện tại. Luna Đào cho biết cô ủng hộ quan điểm Mi Body Mi Choice, cổ vũ mọi người nên cảm thấy bình thường khi lựa chọn thay đổi cơ thể và cuộc sống của chính mình. Luna Đào với phong cách thanh lịch pha chút gợi cảm khi diện áo vest. Ca sĩ chuyển giới được khen có gu thời trang hiện đại, tinh tế, biết kết hợp hài hòa trang phục và phụ kiện. Luan Đào mặc đầm vang trễ nải, xách túi tí hon ton xua ton đi sự kiện hồi tháng 5. Ca sĩ chuyển giới chụp ảnh cùng đàn chị Lương Bích Hữu tại một buổi ra mắt phim ở thành phố Hồ Chí Minh. Luna Đào tên thật là Đào Bá Lộc, sinh năm 1993. Năm 2017, nghệ sĩ công khai thuộc cộng đồng LGBT. Cô đã ra mắt hơn 30 sản phẩm âm nhạc, trong đó có các MV được chú ý như Gửi Thời Niên Thiếu, Thanh Xuân, Thật Tâm Em Rất Yêu Anh, Thật Lòng, Tuổi Thanh Xuân. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.